Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái vấn đề liên quan đến CPU gọi nhé. Nói chung là cái vấn đề này thì mình thấy khá là quan trọng với những cái bạn mà mua linh kiện này, cũng như là những cái bạn lắp ráp hoặc là những cái bạn mà mua những cái máy tính ấy. Bình thường ấy, khi mà mình lắp máy tính ấy, thì lúc mà mình chọn mua cái CPU ấy, thì mình sẽ có 3 cái lựa chọn. Cái thứ nhất là mua hàng cũ, cái thứ hai là hàng chay và cái thứ ba là hàng mới full box. Và mình chắc chắn một điều là có rất nhiều bạn ấy, trong tư tưởng ấy, là chỉ có hai loại thôi. Cái thứ nhất là hàng cũ và cái thứ hai là hàng mới, đúng không? Thì clip này thì mình sẽ không đề cập đến hàng cũ các bạn nhé. Bởi vì cái hàng cũ ấy, khi mà người ta đã nói hàng cũ ấy, thì là những cái hàng dùng rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giá hàng cũ luôn luôn rẻ hơn là cái hàng mới. Ok, clip này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái kinh nghiệm của mình về cái hàng chay cũng như là hàng full box, mới full box. Đấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem là thế nào gọi là hàng mới full box và thế nào gọi là hàng chay nhé. Trước tiên thì mình cũng muốn nói với bạn luôn là cái hàng mới full box hoặc là cái hàng chay đều là hàng chính hãng các bạn nhé, đều là hàng chính hãng, chứ không phải là hàng chay là hàng fake hoặc là hàng chay là hàng tàu đâu, không phải nhé. Ví dụ như là cái con CPU này là con i5-10400 thì nó đều do Intel sản xuất, kể cả hàng chay lẫn hàng mới full box đều là Intel sản xuất, được chưa? Và tiếp nữa là cái hiệu năng cũng như là cái hiệu suất sử dụng của nó. Thì cái này thì mình không chắc chắn 100% các bạn nhé. Cái này thì sau mình phải test thì mình mới có thể là chắc chắn được. Còn nếu mà trên lý thuyết hoặc là trên sách vở ấy, thì hiệu suất cũng như hiệu năng của hai cái sản phẩm này nó đều như nhau. Ok, vậy thì hai cái sản phẩm này nó khác nhau cái gì? Thì ngay sau đây thì mình sẽ chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình cho các bạn tham khảo nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái sản phẩm mới full box. Thì đây, trên tay mình là một cái CPU i5-10400. Đấy, mình mua mới full box luôn. Thì khi mà mình nhận hàng ấy thì nó sẽ có một cái hộp như thế này. Ở ngoài hộp nó sẽ có cái seal này, cái seal dán này, cũng như là cái tờ này, nó dán đây, ghi các cái số series hoặc là các cái số về code ở đây, nó sẽ ghi ở đây. Ngoài ra thì bên trong đây nó sẽ có một con CPU này. Ở trong đây nó còn cả một cái tờ sách giới thiệu hoặc sách hướng dẫn nữa. Và nó kèm một cái fan như thế này. Nó sẽ kèm một cái fan như thế này. Thì tí nữa mình sẽ bóc cái hộp này ra để cho các bạn xem bên trong nó như thế nào các bạn nhé. Ok, và cái quan trọng là khi mà các bạn mua cái hàng mới full box như thế này thì khi các bạn check cái series cũng như là cái code ở đấy trên cái website của cái nhà sản xuất ấy thì nó sẽ có cái thông tin của cái sản phẩm này ở trên đó, được chưa? Bao gồm cái series cũng như là thông tin về cái sản phẩm này hoặc là cái hết hạn bảo hành, ngày hết hạn bảo hành là ngày bao nhiêu. Đấy, nó sẽ có cái thông tin ở trên cái website của nhà sản xuất, được chưa? Ok, thế thì cái hàng chay là cái hàng như thế nào? Bây giờ mình sẽ ví dụ nhé. Cái hàng chay là cái hàng ví dụ như là một cái hãng sản xuất máy tính, ví dụ như là hãng Dell này đi. Hãng Dell nó sản xuất một cái máy tính cây đồng bộ, một chiếc cây đồng bộ như này. Thì nó không phải là khi mà nó sản xuất cái cây đồng bộ này thì nó sẽ phải sản xuất ra CPU, rồi nó sản xuất ra RAM, tức là nó tự sản xuất ra rồi nó lấy những cái linh kiện này lắp, không phải như thế các bạn nhé. Mà cái hãng Dell này này, nó sẽ thiết kế ra cái sản phẩm này, sau đó thì có những cái linh kiện, có một số các linh kiện thì nó sẽ nhập của những cái hãng khác. Ví dụ như là CPU thì nó sẽ nhập của Intel hoặc là của AMD, RAM thì nó có thể là nhập của hãng Kingston hoặc là Kingmax, ổ cứng có thể là nó nhập của Seagate hoặc là WD, Samsung, tùy, đấy là do cái hãng nó chọn lựa. Đấy, thì đặt ra một cái vấn đề là nếu mà cái hãng Dell này nó mua cái CPU của hãng Intel thì khi mà nó mua một cái CPU mới full box như thế này thì nó sẽ phải mua cả hộp như này, rồi bên trong lại còn có cả cái fan như thế này, đúng không? Mà cả cái sách hướng dẫn nữa. Mà cái quan trọng ấy là khi mà nó đã lắp cái sản phẩm như này rồi thì nó sẽ có thiết kế riêng về fan chẳng hạn. Đây, đây là cái fan mà nó thiết kế riêng. Nó sẽ thiết kế riêng để nó tản nhiệt cho cái chiếc máy tính này. Thì nó sẽ không cần đến những cái tản nhiệt của cái Intel này nữa. Bởi vậy là khi mà nó nhập những cái hàng này về thì nó sẽ bị thừa. Mà thừa thì sẽ là tốn chi phí và nó sẽ gây lãng phí, đúng không? Vậy thì cái hãng mà Dell này nó sẽ nói chuyện với cái hãng Intel này để nó nhập những cái lô CPU. Nó chỉ nhập CPU thôi chứ nó không nhập fan hoặc là nhập sách hướng dẫn hoặc là những cái hộp như này để làm gì cả. Quan trọng là nó chỉ cần cái CPU để nó lắp vào cái sản phẩm của nó để nó hoạt động thôi, thế là xong. Còn fan thì nó không cần. Đấy, thì những cái CPU đó người ta gọi là hàng chay các bạn nhé. Người ta gọi là hàng chay tức là một cái công ty nào đó người ta nhập của hãng sản xuất CPU một cái số lượng lớn những cái CPU về mà không cần phải kèm hộp hoặc là những cái phụ kiện đi kèm. Đấy, ví dụ như là đây là những cái khay các bạn này. Đây những cái khay này. Mà tiếng Anh ấy, tiếng Anh cái từ chay dịch ra tiếng Việt là khay các bạn nhé. Đấy, dịch ra khay. Mà đây lại là những cái khay CPU các bạn này.
đấy, người ta xếp rất nhiều CPU đây, xong người ta nhập về một hàng loạt như vậy và người ta lắp vào cái sản phẩm của họ, thế là xong. Ok, vậy thì cái CPU hàng chay này nó có một cái vấn đề như này này, là khi mà các bạn check cái series ở trên cái con CPU đó lên website của cái nhà sản xuất thì nó sẽ không có các bạn nhé, nó sẽ không có thông tin và nó sẽ báo luôn là hàng chay. Ok, thế thì cái vấn đề đặt ra, cái hàng chay và cái hàng mới full box này thì nó sẽ khác nhau thế nào? Nó khác nhau rất nhiều thứ. Thứ nhất là cái cách đóng hàng của cái hàng chay là không có, còn cái hàng mới full box thì nó sẽ có, đúng không? Tiếp theo là cái khi chúng ta check ở trên website của cái nhà sản xuất thì nó không có nếu đối với hàng chay, còn với hàng mới full box thì nó sẽ có, được chưa? Và cái tiếp theo là nếu mà khi các bạn không check được cái series ở trên cái website của cái nhà sản xuất ấy, thì các bạn sẽ không được bảo hành chính hãng các bạn nhé. Không được bảo hành chính hãng. Ví dụ cái hàng mới full box này, khi các bạn check trên đấy nó sẽ có, thì các bạn mang ra những cái cửa hàng chính hãng hoặc là những cái showroom ấy, hoặc là các bạn có thể nhờ những cái cửa hàng máy tính bảo hành cho các bạn thì người ta có thể bảo hành được, vì nó có trên hệ thống của cái hàng chính hãng. Còn nếu mà các bạn mang hàng chay đi các bạn bảo hành ấy, thì các bạn sẽ không bảo hành được ở cái bên chính hãng đâu nhá. Thì có những cái nơi mà người ta bán ấy, có những cái nơi người ta bán hàng chay cho các bạn ấy, thì người ta vẫn bảo hành cho các bạn 36 tháng, tức là 3 năm. Nhưng mà khi các bạn bảo hành ấy, thì các bạn chỉ bảo hành ở những cái nơi mà bán thôi, tức là những cái nơi mà phân phối cho bạn những cái CPU đó thôi. Chứ các bạn mà mang những cái ra những cái cửa hàng hoặc là những cái showroom chính hãng thì người ta sẽ không bảo hành cho các bạn đâu, người ta từ chối bảo hành. Mặc dù cái sản phẩm đấy của các bạn có thể là hàng mới chưa bao giờ được sử dụng, được chưa? Đấy, thì đấy là hàng chay các bạn nhé, nhớ là đấy là hàng chay. Thì cái giá mà cái CPU hàng chay nhé, nó sẽ rẻ hơn là giá của cái CPU hàng mới full box. Ok, thì đấy là hàng mới full box và hàng chay, nó có cái sự khác nhau như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo, đó chính là làm sao để phân biệt được là đâu là CPU hàng chay và đâu là CPU hàng mới full box. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cái cách nhận biết, một là nhận biết bằng mắt thường, hai là chúng ta sẽ nhận biết bằng cách check lên cái website của cái nhà sản xuất. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là phần kiểm tra CPU hàng chay và hàng mới full box. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhận biết bằng mắt thường các bạn nhé. Đầu tiên, ví dụ như các bạn nhận một chiếc CPU mới full box thì các bạn sẽ nhận được một cái hộp như thế này. Đấy, một cái hộp như thế này. Nó ghi cái thông tin của cái CPU của các bạn ở đây. Nó ghi các cái thông tin ở đây. Ví dụ như con này là con i5-10400. Được chưa? Nó sẽ ghi các thông tin ở đây. Và nó sẽ có các dãy số, ví dụ như là serial number hoặc là các cái dãy số về bát này. Các cái dãy số ở đây nó sẽ trùng với cái dãy số ở trên cái chiếc CPU. Các bạn lưu ý là phải trùng với cái dãy số ở trên cái chiếc CPU các bạn nhé. Và đây, cái này nó còn nguyên siêu, nguyên siêu, nguyên những cái dán tem dán. Đấy, và đây cũng thế, không bị bóc cái gì cả. Và bây giờ mình sẽ bóc thử cho các bạn xem là trong cái hộp này nó có cái gì nhá. Trong đây nó sẽ có những cái gì. Đấy, chúng ta sẽ bóc này. Các bạn sẽ cắt cái siêu đi. Các bạn nhớ là đừng có xé những cái này nhá, vì là cái hộp này sau này các bạn phải giữ lại. Nếu mà các bạn muốn bảo hành thì các bạn phải có cái hộp này. Không có cái hộp này thì các bạn sẽ không được bảo hành chính hãng đâu. Nhớ là như vậy. Nhớ là phải giữ lại cái hộp giấy này nhá. Rồi chúng ta bóc ra này. Đây, trong đây thì nó sẽ có một cái sách hướng dẫn này. Nó sẽ ghi vài thông số. Ở đây sẽ có một cái quạt. Được chưa? Đấy, các bạn mở cái quạt ra này. Đây, nó sẽ có một cái fan trong đây. Thì đây chính là cái fan tản stock. Đấy, đây là một cái fan, fan chính hãng các bạn nhé. Rất nặng. Rồi, tiếp theo là ở bên này nó sẽ có cái CPU đây. Thì chúng ta sẽ rút ra thôi. Rút cái CPU ra. Đấy, rút cái CPU ra thì bây giờ chúng ta sẽ mở ra thôi. Đây, thì đây chính là cái CPU mà chúng ta vừa bóc ở trong hộp ra. Một chiếc CPU i5. Thì bây giờ mình sẽ quay gần để cho các bạn xem nhé. Để cho các bạn xem là cái dãy số này nó sẽ trùng nhau này. Đây này. Chờ một chút. Đây, mình sẽ đặt đây để các bạn sẽ có thể nhìn thấy là cái dãy số nó sẽ trùng nhau. Mình sẽ quay bằng điện thoại nhé. Đây các bạn nhìn này, đầu tiên các bạn xác định cho mình cái dòng bát này này. Các bạn thấy cái dãy là X136G153. Các bạn quay vào con CPU thì các bạn cũng có thể thấy là cái dòng X136G153 ở kia, đúng không? Tiếp theo là cái dòng serial number ở trên hộp. Các bạn nhìn khoảng tầm 5 cái số cuối, ví dụ như cái hộp này là 01222.
thì các bạn nhìn ở trên con Cebu cũng phải có cái dãy số đó. Đây các bạn nhìn thấy cái dãy số là 01222 ở góc kia không? Đấy, 0122. Thì khi mà các bạn check thì các bạn phải đảm bảo cho mình hai cái dãy số này ở trên hộp nó phải trùng với hai cái dãy số ở trên cái con Cebu các bạn nhé. Như vậy thì mới đảm bảo được là cái hộp này là của cái con Cebu này. Ok. Rồi, thì như các bạn có thể thấy vừa mình kiểm tra thì cái dãy số ở đây nó sẽ trùng với cái dãy số ở in ở trên cái tờ giấy ở ngoài hộp này. Đấy là đảm bảo là chúng ta đã nhận được đúng cái Cebu full box và cái hộp này là của nó nhá. Đấy là cái hàng full box. Tiếp theo là cái hàng mà hàng chay thì sao? Cái hàng chay thì đôi khi thì các bạn cũng có thể là nhận được những cái hộp như thế này. Có thể nhận được cái hộp như này. Và có những bạn thì chỉ nhận được những cái Cebu này thôi, không có hộp nhá. Thì có những cái trường hợp là người ta sẽ in giả cái dãy số này để nó trùng với cái dãy số trong đây. Đấy là trường hợp mà người ta lừa đảo, người ta in giả nhá. Thì yên tâm, in giả thì tí nữa mình sẽ có một cái check, check trên website. Nhưng mà nếu mà các bạn mà nhận biết bắt thường ấy, thì người ta gửi cái Cebu chay cho các bạn thì người ta chỉ gửi một cái Cebu như này thôi. Hoặc là đôi khi là nó sẽ có hộp, hoặc là những cái hộp như thế này. Những hộp như này thì các bạn đừng có lầm tưởng nhá. Cái hộp này các bạn chả thấy cái series ở đây cả. Không có cái series gì hết. Đây nó, tức là nó không có cái series như này, không có cái giấy dán series như này, mà nó cũng chả có cái quyển sách như thế này. Đây này, nó là một cái hộp trắng như này. Cái hộp này thực chất của nó là cái hộp người ta bán cái fan tản nhiệt, cái quạt tản nhiệt. Người ta sản xuất cái hộp này thì người ta lấy cái hộp này để người ta đút con Cebu vào đây. Đây mình sẽ bóc cái hộp ra cho các bạn xem. Cái hộp này chả có cái siêu chất gì đâu. Nó chỉ như này, nó không có gì dán đâu. Đây, bóc ra này. Nó cũng có một cái fan như thế. Thấy không? Bên trong nó cũng có một cái fan giống thế. Nhưng mà nó nhẹ hơn rất nhiều. Cái fan này nhẹ lắm. Cái fan này có mấy chục nghìn thôi. Đấy, thì đây là cái hàng này người ta cũng có thể đút cái Cebu vào đây các bạn nhé. Thì các bạn đừng có lầm tưởng cái hộp này nhé. Đây này, cái hộp này nó không có siêu siếc gì đâu. Đúng chưa? Đấy, nên là có những cái shop người ta sẽ đút cả cái Cebu vào đây. Đút cái Cebu chay vào đây và người ta gửi cho các bạn. Thì các bạn cũng phải kiểm tra cho mình xem ngoài đây nó có cái giấy tiếc gì không nhá. Thấy chưa? Không có đúng không? Thì có một bạn đặt ra trường hợp là người ta sẽ in giả cái giấy này đúng không? In giả cái giấy này người ta dán lên đây đúng không? Nói chung là in giả thì cũng rất khó. Với thứ hai là chúng ta sẽ phải check cái số này trùng với nhau. Nếu mà các bạn sợ là người ta in giả cái này để người ta dán vào, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là chúng ta sẽ check cái mã series này. Check cái mã series này ở trên website của cái nhà sản xuất. Nếu mà chúng ta check thế thì chúng ta sẽ không sợ cái người ta làm giả kiểu gì, mà chúng ta check nó không có thông tin ở trên website, hoặc là cái thông tin nó bị sai lệch, là chúng ta có thể kết luận được cái Cebu của chúng ta là cái tình trạng của nó là như nào các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2 là chúng ta sẽ check những cái mã series này ở trên website của cái nhà sản xuất, xem nó là hàng chay hay là hàng full box mới các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thông tin của cái Cebu ở trên website của nhà phân phối hoặc là nhà sản xuất các bạn nhé. Mình sẽ kiểm tra cái Cebu của hãng Intel trước. Nếu mà các bạn sử dụng Intel thì các bạn hãy vào cái trang này. Đây, cái trang supportticket.intel.com. Vào đây, nếu mà các bạn sử dụng cốc cốc hoặc chôm thì các bạn có thể chuột phải, các bạn chọn dịch sang tiếng Việt, hoặc là các bạn có thể kích vào đây để nó dịch sang tiếng Việt. Còn nếu các bạn để tiếng Anh thì cũng không sao cả. Các bạn kéo xuống dưới cái dòng product này này, các bạn kích vào đây, các bạn chọn processor. Thì khi các bạn kích vào dòng processor ấy, nó sẽ hiện ra hai cái ô, một là batch number và một là serial number. Thì hai cái dòng này chúng ta sẽ lấy ở đâu? Bây giờ mình sẽ ví dụ với cái Cebu full box của mình nhé. Đây, thì với cái Cebu full box ấy, thì các bạn sẽ đọc hai cái thông số đó ở trên con Cebu hoặc là ở trên cái hộp mà được cái Cebu đấy. Đây này các bạn này, cái dòng này là dòng batch number này và cái dòng này là dòng serial number này. Thì ở trên cái hộp ấy, cái serial number ấy nó sẽ dài hơn là ở trên cái Cebu đúng không? Cái Cebu thì nó chỉ lấy khoảng tầm 5 cái số cuối thôi. Còn cái hộp ấy thì nó in cả chữ cả số ở đây này. Nhưng mà không sao cả, các bạn vẫn có thể sử dụng những cái số này để chúng ta check. Bây giờ mình sẽ thử check thử nhá. Đấy, thì mình sẽ lấy cái dòng này là dòng batch number này. Còn cái serial number của nó là 01222 này. Bây giờ mình sẽ điền vào nhá. Batch number này, còn serial number là 01222 này. Sau đó chúng ta ấn vào dòng check product. Các bạn chờ một chút để cho cái website nó kiểm tra. Sau khi nó kiểm tra thì các bạn có thể nhìn thấy này, nó hiện ra cái thông số này, nó hiện chữ box đây này, đúng không? Và nó thông số cái chip của chúng ta là con i5-10400. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cái dòng batch number ở đây và serial number ở đây. Nó check cho các bạn đúng cái dòng serial number U1EV kép.
chính là cái dòng U1EV kép này, đúng không? Được chưa? À, tiếp nữa là ở cái dòng này này, cái dòng cuối cùng này này, thì nó sẽ có cái hạn bảo hành của các bạn. Và cái Cebu của mình ấy là hạn bảo hành đến tận năm 2024 các bạn nhé. Được chưa? 3 năm nữa. Ok. À, thì đấy là cái Cebu full box mới của mình. Bây giờ mình sẽ thử với một cái Cebu, đó là Cebu chay, thì xem như thế nào nhé. Thì với cái Cebu chay thì nó thiết kế ra cũng như sản xuất ra thì nó cũng có các cái thông số ở trên cái Cebu. Bình thường các bạn mua về mà không có hộp ấy thì các bạn có thể lấy những cái số đó ở trên trực tiếp cái Cebu các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy này, có cái dòng bus number và cái serial number. Bây giờ mình sẽ thử check cái Cebu này nhé. Thì đây, mình đã chụp ảnh ra đây rồi. Cái dòng bus number là cái dòng V133H649, còn cái serial number là 00123. Bây giờ mình sẽ check thử này. Đây, mình sẽ load lại nhé. Chọn vào processor, bus number đây, còn serial number là 00123. Rồi chúng ta ấn vào check product. Rồi, khi các bạn nó check xong ấy, thì nó sẽ hiện luôn cho các bạn này. Giờ ATPO này, có chữ chay processor này, và chay processor đây đó. Cái này thì các bạn có thể chuột phải dịch sang tiếng Việt. Đấy, nó ghi này, được cập nhật cho biết bộ xử lý khay do người bán lại hoặc nhà sản xuất hệ thống bán không được bảo hành bởi Intel, liên hệ nơi mua hàng để được lựa chọn bảo hành. Thấy chưa? Khi chúng ta kiểm tra một con Cebu full box mới, nó sẽ có thông tin trên đây. Còn khi mà các bạn kiểm tra một con hàng chay thì nó sẽ hiện luôn là hàng chay ở đây, đúng không? Và nó nói luôn là không được bảo hành bởi Intel. Ok, rồi, thì đấy là chúng ta check ở trên trang web của Intel nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái website của AMD, tức là những cái Cebu AMD. Để kiểm tra hàng của AMD thì các bạn sẽ làm như nào? Các bạn sẽ vào cái trang này cho mình, chính là cái trang amdvietnam.com.vn. Sau đó ở đây nó sẽ có cái dòng liên quan đến nhập số series sản phẩm của bạn. Thì cái này khi mà các bạn mua cái Cebu ấy, thì các bạn nhìn này, khi mua Cebu thì các bạn nhìn trên con Cebu nó sẽ có cái dòng serial number đây. Ví dụ đây là dòng 9HE1935S8018. Thì ở trên cái hộp mà đựng cái Cebu đấy, nó cũng sẽ có cái dòng serial number trùng với cái dòng serial number ở trên cái chiếc Cebu. Các bạn phải đảm bảo cho mình hai cái dãy số này ở trên hộp và trên cái Cebu nó phải trùng nhau để các bạn đảm bảo được là cái hộp đó là của cái con Cebu đó các bạn nhé. Thì nếu mà các bạn muốn check ở trên hãng của nhà sản xuất thì các bạn check như nào? Các bạn sẽ điền cái dòng serial number ở trên con Cebu hoặc là ở trên cái hộp đựng con Cebu đấy vào cái dòng này. Được chưa? Mình sẽ điền vào đây thử cho các bạn xem nhé. Đây. Đấy, cái dòng 80018 đây. Được chưa? Sau khi các bạn điền xong rồi thì chúng ta sẽ kích vào đây. Và chúng ta kích vào gửi liên hệ. Đấy thì nó sẽ ra các cái thông số cũng như là bảo hành từ ngày bao nhiêu ở đây cho các bạn. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra cái series của cái con Cebu này xem như thế nào các bạn nhé. Đây mình sẽ nhập vào đây. Sau đó chúng ta nhập vào tôi không phải là người máy. Chúng ta click vào gửi liên hệ. Thì các bạn có thể thấy là với cái con Cebu này thì chúng ta kiểm tra thì nó báo cái thông báo là sản phẩm này không được phân phối chính thức tại Việt Nam. Được chưa? Vui lòng liên hệ lại nơi mua để biết thêm thông tin về chính sách bảo hành. Đấy, hai cái con Cebu của AMD mình check thì một con thì nó có trên hệ thống, còn một con thì nó không có trên hệ thống các bạn nhé. Như vậy mình đã vừa chia sẻ cho các bạn một chút kinh nghiệm của mình liên quan đến việc đó chính là check xem là cái Cebu của bạn là hàng chay hay là mới full box bạn nhé. Qua clip này thì các bạn có thể thấy là nếu mà các bạn mà không chú ý, không cẩn thận ấy, thì có thể khi mà các bạn mua PC hoặc là lắp ráp những bộ PC của các shop ấy, thì có thể bị các cái shop đó lừa cái giá trị của cái bộ máy tính đó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà các bạn mua một chiếc PC hoặc là một combo PC mà các bạn đòi hỏi là mới full box hoàn toàn thì nguyên tắc ấy là họ phải lắp cho các bạn một bộ mới hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà họ lại tuồn cái hàng chay vào thay cho cái hàng mới full box của các bạn thì cái giá trị của cái chiếc PC của các bạn nó sẽ giảm đi. Nhưng mà các bạn giả tiền thì các bạn vẫn phải giả đủ cái số tiền mà các bạn mua một cái bộ mới full box. Thì theo mình nghĩ đấy là một cái dạng lừa đảo rồi. Đấy là một dạng lừa đảo rồi. Vì làm sao? Nếu mà cái việc mọi thứ nó trơn tru ấy, trong 3 năm nó trơn tru không nói làm gì. Nhưng mà nếu mà chẳng may mà cái Cebu của bạn lỗi, mà cái shop đó các bạn không tìm nó ở đâu, hoặc là cái shop đó người ta phá sản rồi, thì khi mà các bạn mang cái Cebu đó đến các cái cửa hàng khác nhờ người ta đi bảo hành hoặc là mang ra hãng bảo hành thì các bạn sẽ bị từ chối bảo hành. Bởi vì sao? Bởi vì là cái Cebu đó nó không có trên hệ thống của cái nhà phân phối, mặc dù nó vẫn là cái Cebu của cái hãng đó sản xuất ra.
Ok, và các bạn lưu ý nhé, nếu mà các bạn mua những cái Cebu mới full box như này thì các bạn phải nhớ giữ lại cái hộp này cho mình, nhớ giữ lại cái hộp, bởi vì nếu mà kể cả các bạn có mua mới full box mà có check ở trên hệ thống có mà các bạn không giữ lại cái hộp này thì người ta sẽ không bảo hành cho bạn đâu. Mình gặp mấy người bạn mình bị cái trường hợp đấy rồi, nên là các bạn phải chú ý là giữ lại cái hộp này, có thể bỏ cái hộp giấy bên trong ra nhưng mà nhớ giữ lại cái hộp này. Có thể là cái lúc mà mình lắp PC thì các bạn bóp cho nó phẳng xuống rồi các bạn đút vào cái cây PC luôn, để tránh cái trường hợp mà các bạn thất lạc những cái hộp như thế này nhé. Và tiếp theo một lưu ý nữa là cái trường hợp mà check như này thì các bạn check những cái CPU mà cái dòng mới mới bây giờ thôi, chứ còn đừng có check những cái CPU khoảng tầm lâu hoặc là ngày xưa rồi. Check như thế thì có thể là các bạn sẽ không tìm thấy thông tin đâu, vì những cái CPU ngày xưa mà người ta không sản xuất nữa rồi thì chỉ có là những cái CPU cũ thôi, chứ không còn được gọi là hàng chai hàng mới full box bạn nhé. Ok, thì clip này thì mình sẽ xin tạm dừng tại đây. Các bạn xem clip nếu mà có chia sẻ hoặc là góp ý gì thì các bạn hãy comment ở dưới cho mình. Rồi, chào các bạn và chúc các bạn sẽ mua được những cái CPU hàng tốt cũng như là chất lượng nhé. Chào các bạn.